Yên là một cô gái rất thú vị. Có những phân đoạn thì cô ấy vui hết nước, nhưng có những phân đoạn thì lại khóc hết nước mắt. Diễn xong những cảnh cảm xúc như vậy thì cảm thấy rất sướng. Sau mỗi cảnh quay phải mất tầm 15 cho đến 20 phút để lấy lại được cảm xúc để quay tiếp một cảnh khác. Xin chào. Thưa quý vị, trong phim Những Nẻo Đường Gần Xa, sau nhiều lần vỡ mộng với sếp Vinh và gặp những tình huống oan gia ngõ hẹp với Hùng, nhân vật Yên đã có nhiều thay đổi về tính cách cũng như cái nhìn khác hơn với những người xung quanh. Thể hiện vai diễn đa màu sắc với nội tâm phức tạp, vai Yên không làm khó được nữ diễn viên trẻ Bích Thủy, dù đây là lần đầu tiên cô được đảm nhận vai diễn dài hơi. Xin chào khán giả của VTV Kết Nối, mình là Bích Thủy và ngày hôm nay rất là vui thì có thời gian để có thể chia sẻ với mọi người về nhân vật Yên trong bộ phim Những Nẻo Đường Gần Xa. Để hóa thân thành một chị sếp sang chảnh, Bích Thủy đã đầu tư cho vai diễn của mình như thế nào? Yên là một cô sếp tự chủ, độc lập tài chính, thành công thành đạt trong công việc, có cá tính, có phong cách, cho nên là Thủy đã phải đầu tư hơn 50 bộ quần áo khác nhau và cả giày dép, phụ kiện, túi sách, khuyên tai, vòng để cho không một ngày nào là Yên mặc trùng một bộ. Ngoài ra thì Thủy còn thay đổi màu tóc để thể hiện cá tính mạnh mẽ của cô sếp, làm sao để cho nhân vật Yên đúng phong cách tổng tài luôn mọi người ạ. Đảm nhận vai Yên với vẻ ngoài lạnh lùng, nội tâm phức tạp là lính mới, Bích Thủy có bị áp lực không? Nhân vật Yên thì là một nhân vật có chiều sâu nội tâm khá là phức tạp, bởi vì là bề ngoài thì Yên tạo cho mình một cái vỏ bọc rất là gai góc, lạnh lùng, cứng cỏi, nhưng mà sâu bên trong thì đây là một cô gái bị tổn thương từ nhỏ, thiếu thốn tình cảm và rất khao khát có được tình thương từ gia đình, kể cả đối diện với tình yêu cũng như vậy thôi. Mặc dù là Yên yêu đấy, nhưng mà cô ấy không bao giờ dám nói ra và lúc nào cũng giữ cho mình một cái vẻ lạnh lùng. Anh đã làm gì có ai đâu, anh vẫn đang độc thân đây này. Em biết không, toàn bộ thời gian của anh ấy bây giờ ấy chỉ là để dành cho em thôi. Thời gian đầu Thủy nói thật là bị mất ngủ khá là nhiều. Có những đêm mà trằn trọc nghĩ xem là cảnh ngày hôm sau quay mình sẽ phải diễn thế nào, phải nghĩ ra đủ các ba em để diễn làm sao cho nó phù hợp nhất, để đạo diễn xem và nếu mà đạo diễn thích phong cách nào nhất thì mình sẽ có thể đưa vào phim được, cũng như là có thể học thoại một cách trơn tru nhất. Cảnh quay nào làm khó Bích Thủy nhất? Cảnh khó nhất đối với Thủy tính đến thời điểm hiện tại là những phân đoạn cảm xúc buồn, tủi thân, cô đơn và lạc lõng. Phải diễn tả làm sao để cho người ta cảm thấy thực sự là đồng cảm và thương với cái nhân vật của mình. Thủy hãy chia sẻ một phân đoạn cảm xúc mà bạn nhớ nhất. Có một cái phân đoạn mà Thủy nhớ nhất là quay ở sảnh chung cư của Yên. Thủy phải lấy cảm xúc từ trước đấy, phải hơn một tiếng đồng hồ nuôi cái cảm xúc đấy, lúc nào trong mắt cũng có cái tình trạng là rưng rưng nước mắt rồi. Đạo diễn bảo đoạn đó là chỉ rưng rưng thôi, đến khi mà bạn diễn của mình đi ra khỏi hình thì mình mới bắt đầu được rơi nước mắt. Và cảnh đó Thủy phải quay mất 2 tiếng đồng hồ để làm sao có thể diễn tả trọn vẹn nhất cái cảm xúc của nhân vật lúc đó. Và sau khi mà bạn diễn đi rồi, mình phải ngồi dưới bậc ghế đá, mình khóc tiếp 10 phút nữa. Lúc đó Thủy nhớ là Thủy chỉ tập trung vào cái cảm xúc của nhân vật mà Thủy không hề nghĩ đến những thứ xung quanh. Cả Minh Hoàng và Bích Thủy đều là lần đầu đảm nhận vai diễn dài hơi. Làm thế nào để diễn cặp ăn ý đến vậy? Phân đoạn nào cũng là phân đoạn ấn tượng và mình phải nỗ lực rất là nhiều. Tuy nhiên thì những cái phân đoạn mà đóng chung với anh Minh Hoàng là nhân vật Hùng trong phim ấy là những cái phân đoạn chứa đựng rất là nhiều cảm xúc. Khi mà diễn thì Thủy cảm thấy là mình được bộc lộ là chính mình, cũng như là nhân vật Yên khi được tiếp xúc với Hùng không cần phải có một cái vỏ bọc nào nữa. Không phù hợp để làm bạn đâu. Quan điểm của tôi ấy, bạn bè chỉ cần quý mến nhau, hiểu nhau và chia sẻ với nhau những lúc khó khăn. Thế thôi. Hai anh em ở bên ngoài thì khá là thân với nhau, cho nên là khi mà diễn cặp với nhau thì cả hai được bung hết ra. Đặc biệt là những cái phân đoạn mà nó pha một chút hài hước thì cả hai được sống là chính mình luôn ở trong cái nhân vật. Cho nên là hai người tương tác khá là ok. Nhiều khán giả đẩy thuyền cho Hùng và Yên, họ sẽ thành một cặp chứ? Bích Thủy hãy tiết lộ đi. Đầu tiên thì Thủy rất là biết ơn và cảm thấy may mắn khi được khán giả yêu mến cặp đôi Hùng và Yên. Và mình cũng đọc rất là nhiều comment, thấy mọi người đẩy thuyền cho cặp đôi Hùng và Yên cực kỳ nhiều. Tuy nhiên thì phim này hơn 60 tập cơ, và cái chuyện tình của cặp đôi này chắc chắn là không thể nào mà êm đẹp như thế được đâu. Còn rất là nhiều sóng gió, những rào cản từ sâu bên trong cũng như là gia đình. Và những cái phần đó thì mọi người hãy đón chờ những tập tiếp theo nha.
Với sự nỗ lực của từng cá nhân cũng như là toàn bộ ekip thì Thủy mong rằng là sẽ nhận được sự đón nhận và yêu thương của khán giả. Và mọi người đừng quên đón xem bộ phim Những Nẻo Đường Cần Sa trên VTV1 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 nha.